hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và sau những cái ngày gọi là cày cú rồi suy nghĩ rất là nhiều, đắn đo rất là nhiều, tại vì là mình hay sử dụng mấy cái manh mối để mình quay gacha lắm, nhưng mà toàn ra xịt không à. Cho nên là mọi thứ mình sẽ đổ dồn hết vào mua nhân vật để chơi. Những nhân vật nào thích là mình sẽ mua, còn không thì mình sẽ để dành, chờ đợi cho những nhân vật tiếp theo chẳng hạn. Giống như bên Hunter thì mình còn mỗi Galatea với lại ông Ben thôi. Mặc dù là mới lấy được cái phụ kiện CA4 của ông Ben, nhưng mà kiểu ít dùng á, cũng chẳng mua. Galatea cũng thích chơi nhưng mà kiểu ít dùng, cũng chẳng mua luôn. Anh Hề tới rồi, anh Hề Halloween à, trang phục đẹp vãi. Chưa cắm mắt cơ mọi người. Trời ơi, núp vậy rồi mà cắm mắt nữa. Ai, nó đuổi thế này làm sao đuổi khu cai đây. Các bạn có thể sử dụng bọ để mà đỡ một đòn nha, có tác dụng làm chậm của Hunter nữa, hoặc là đẩy bản thân mình, nhưng mình không thích đẩy, nó không thèm phá bọ luôn á. Chuyển khu cai, Hunter có thể dồn tối đa 2 lực đánh làm mất cái năng lượng bọ của mình. Trời ơi, có chừng tốc biến. À không không, nó cắm mắt mà, quên. Ui. Ủa đuổi, chán, nó không đuổi nữa. Chán rồi. Phá con mắt đi. Tại anh là anh Hề này, anh lười thôi. Nếu mà siêng ông phá bỏ đi là mình thọt liền à. Có một cái tip nữa, đó chính là các bạn sử dụng bỏ đẩy bản thân mình đi thì các bạn sẽ không lộ dấu chân nha, mà còn di chuyển rất là nhanh nữa. Nhưng mà kiểu mình hay bị phân tâm ấy, mình cũng sợ hồi hộp lo lắng, cho nên là cái mẹo đó thì mình rất là ít khi dùng, mặc dù nó hay. Với lại là các bạn có thể sử dụng bọ để cover đẩy Hunter ra cho đồng đội của mình chẳng hạn, hoặc là có thể đỡ một đòn, tùy theo những cái tình huống mà các bạn thể sử dụng bọ nó hợp lý một chút. Nhưng mà chơi kiểu phải điều khiển hay cơ, chứ đi qua những cái địa hình hẹp thì thường thường nó sẽ bị khựng lại, các bạn phải lưu ý vấn đề này. Với lại hôm nay thì mua nhân vật côn trùng học thì dĩ nhiên là Tết này nếu mà có thẻ tím thì mình sẽ đổi cái bộ trang phục phù thủy hắc ám hả? Cái bộ đó đẹp cực luôn á. Nhìn mê mẩn dễ sợ luôn. Kiểu khuôn mặt nó rất là huyền bí nha, nó không để cho ai biết mặt nó sau đó là gì. Còn mấy nhân vật khác thì kiểu thấy hết rồi. Đến nhân vật người tẩm liệm đeo khẩu trang kỹ như là ninja thế kia mà cũng skin gần đây cũng lộ mặt là các bạn biết rồi. Nhưng mà đẹp, công nhận đẹp trai. Này mang cái bộ trang phục cũ nhìn nó kiểu phèn dễ sợ luôn, nhưng mà nó lạ đúng không? Nó lạ. Tại bình thường là mình hay mang skin vàng, skin tím các thứ rồi, nhìn kiểu nó rất là bình thường quá. Nay cầm cái bộ rách nát tồi tàn, trông có chán không rồi chứ. Mỗi lần nhảy qua cửa sổ hay là ván thì nó sẽ ra một cái lớp mật ong đấy. Anh em nào nhảy qua thì sẽ có tốc độ nhảy rất là nhanh. Như là anh em nào đi kiểu thấy là nhảy, nhưng mà mình không có rảnh thì khi nào cai đến cái chỗ đó mới nhảy thôi. Nhưng mà cái lớp bọ này nếu như mình là NE thì mình sẽ cho thêm một cái nội tại nữa, là nếu mà survival được tăng thì dĩ nhiên Hunter phải giảm cái tốc độ nhảy ván, nhảy cửa sổ đi, hoặc là tốc độ phá ván đi mới đúng. Đằng này thì vẫn như cũ à. Nhưng mà dĩ nhiên là nó không có tổn hại gì cho Hunter thì thấy nó cũng vậy là ổn rồi. Chứ nếu như mà nói như mình thì làm mẹ thiên hạ luôn rồi, chứ chơi gì côn trùng học nữa, đổi tên luôn. Rồi đi cứu nè, nhánh số 9. Không, mình mang nhánh 6. Thấy người ta toàn mang 9 thôi, nhưng mà hoa thì toàn lên 6 đối với nhân vật này.
Bà này chỉ sợ Bon Bon với Galatia thôi, còn mấy người khác thì quá là bình thường. Đặc biệt là ông Bên ấy. Các bạn căn chuẩn một chút là đám bọ này sẽ đỡ đòn được liền. Úi dồi ôi, cái rìu của nó xuyên qua đầu của Đạt vậy. Thôi, để đẩy bọ nè. Đẩy để cho Đạt dãy. Đó. Mong là đẩy được thôi chứ mình cũng không biết lý do là sao luôn. Đây, để đẩy nó xa ra cho Đạt dãy. Nó đâu rồi? Đây. Đẩy nó xuống cái hố. Ồ, rớt xuống cái hố rồi kìa. Nó rớt xuống hố rồi, nó dí mình luôn rồi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, sống nghiệp ghê luôn á, thiệt. Như cái hôm mà làm clip chạy đó, cười người ta cho đã, xong rồi gió vòi nó đập bập bẹp đó. Trời ơi, nhưng mà không sao, Đạt sống là được rồi. Pha đó hay nhờ, đẩy xuống hố cái là ông họa sĩ, ông ấy nghỉ hưu luôn cho Đạt là xong rồi. Ngon. Hay quá Hương Sư ơi. Xài bọ này, đỡ một đòn này. Rồi, ngon rồi, ổn rồi. Úi dồi ôi, nổ máy. Khiếp, chỗ này đập hết ván rồi. Đó, lớp nhựa đường. Nhiều người hay kiểu nói là nước ấy mà mình không thể nói ở đây được. Mặc dù là voi chat với nhau thì nói rất là đủ thứ trên đời. Nhưng mà bạn nào có cách mà thu âm cả tiếng bạn bè mình voi với nhau lên clip không? Mình không biết làm nha. Rất là muốn để cho các bạn nghe cái voi của bọn mình nói chuyện với nhau khi mà chơi, nhưng mà kiểu không biết làm. Bạn nào biết thì có thể chỉ cho mình với. Ngồi đầu hàng rồi, thôi đúng rồi, đầu hàng đi. Thiệt, chạy hết rồi còn đâu nữa. Ok, các bạn đừng chuyển kênh nha, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả anh em cùng xem nha. Ok, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai đây. Đấy. Không có cái map nào mà gọi là khu vườn gì nhờ. Giống như trò chơi tôi mình sẽ đi chơi lâu lâu thì mình cũng nhảy qua bên đấy mình xem có cái map giống đông trại á. Vui. Cây cối các thứ rồi vịt đồ kêu cạp. Đuổi ông Snow, đứng né ra không có tát gió. Vẫn đuổi mọi người. Từ từ nha. Rồi, xong. Mình chỉ chờ mỗi cái giây phút này thôi đó. Đập ván đi rồi muốn đi đâu thì đi. Thế là cuối cùng là đuổi mình rồi. Chọc rách thành công. Không thành thủ. Đó, sử dụng bọ để đẩy lùi cái khói nha. Nếu như nó phá thì dĩ nhiên là phá đám bọ thì nó mất khói, mất gió rồi. Đấy, thu bọ về, đơn giản không? Chúng cai thêm 20 giây nữa lại có bọ. Úi giời, nói cho sang thôi. Ui, sợ vãi. Rồi, chuyển vào nhà thôi. Đấy, chuẩn bị có bọ rồi nè. Nó có gió rồi. Gió dơ. Mình đâu có ngu đứng đấy canh ván đâu. Chán. Chán. Buồn cười kinh khủng luôn ấy. Buồn, thiệt sự buồn. Quá buồn luôn. Chưa gì gã may mắn bị nó vỗ cho vào đầu rồi. Mà nãy giờ mình cai được một máy rồi này. Không được máy thứ hai hả? Quá chậm chạp, thiệt sự rất là chậm chạp luôn á. Tại đầu game là hai đứa bị đuổi với nhau thì nó đã thọt từ đầu game rồi. Cũng không trách được. Tầm liệm đâu đấy?
Đi ra không hết thôi. Úi dồi ôi, nghe thấy rung màn hình ở đâu đây? Án mạng xảy ra. Vẫn đang bị đuổi. Mà công nhận là cái bộ trang phục của Jack nhìn cũng oai thật, giống y như là một vệ sĩ vậy đó. Xem phim rất là nhiều, các bạn thấy là mấy cái bộ phim, đặc biệt là Xứ Sở Thần Tiên, Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên ấy, với cái ông gì nhà phép thuật này đấu với một, kết hợp với cô em gái mà đấu với bà chị ấy. Trời ơi, coi phim Mỹ mà kiểu đóng cổ tích, công nhận đầu tư rất là nhiều về kỹ xảo điện ảnh. Đến bây giờ thì mình vẫn tâm đắc nhất là bộ phim về của hãng Disney ấy, đặc biệt là Cô Gái Lọ Lem này, rồi Frozen các thứ. Trời ơi, mấy cái bộ phim nó công nhận, nhất là Lọ Lem nó lâu đời rồi nhưng mà kiểu xem đi xem lại vẫn muốn xem. Ngồi để cứu nha, tránh gió càng xa càng tốt. Chết rồi. Thôi ai cứu ai mắn đi, mình dính gió rồi. Ai phụ với. Thôi đứng đây quay tay. Xin lỗi, may mắn nha, dính gió mất tiêu rồi. Để đẩy rách ra để cho bác sĩ cứu. Trời ơi, cái bọ nó không đẩy được ấy. Chết mẹ, đẩy vào cái thằng con thằng may mắn à, dí mình rồi. Cái gì vậy, đang quay tay mà trời. Trời ơi, né gió hảo vãi. Hiện hình đi ông anh. Thôi đi vào nhà chơi, ai rảnh. Thấy ô lại có gió đây à. Úi dồi ôi, má ơi, gió trước mặt luôn ấy. Hồi hộp thiệt sự. Phá ván đi. Không phá. Anh ấy chọn con đường không phá ván. Ỉ có gió đúng không? Trời ơi. Kích hoạt rồi. Ủa sao ghét mình ghê vậy trời. Đầu game không giết được xong giờ dí á. Ui. Cười vãi. Ơ nổ máy rồi, hay quá nhờ. Đồng đội rất hiểu ý mình nha. Đang tính kêu binh nổ máy á. Lại đi đâu rồi không biết. Mà thương tẩm liệm quá à. Cho mình cái quan tài kìa. Yêu dễ sợ luôn. Đã đuổi tẩm liệm nữa rồi, vừa nói xong. Ô, thương tẩm liệm quá à. Trời ơi, cho mình quan tài mất rồi, sao cứu. Buồn ghê. Mình có nhánh 6 mà kiểu giờ ra là chết, đứng xa cái cổng quá. Mong đừng kem để cho ông bác sĩ cứu. Đây. Để ra phụ. Nó kem rồi, sao cứu được. Không cứu được. Thôi ông Snow thoát đi. Sao mà thoát được, sao mà cứu được bây giờ. Trời ơi, dính gió rồi má. Giờ lấy bọ ra cà khịa thôi chứ bó tay rồi. Đẩy ra xa này. Vui nhở. Mất bọ rồi. Thôi thoát nha, cảm ơn tẩm liệm cho mình cái hòm nha. Trời ơi, thương quá à. Mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Với các bạn thích đừng quên hội channel của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye bye.